Ngày 10 tháng 9, Vietravel chi nhánh Tây Ninh trao 250 phần quà vui Tết Trung thu cho các em học sinh trường mầm non tại hai xã Long Giang và Long Phước, huyện Bến Cầu. Tại mỗi điểm đến, bà Hồ Vi Đoan Trinh, Phó Giám đốc chi nhánh Vietravel Tây Ninh, bày tỏ mong muốn mang lại một cái Tết Trung thu thật ấm áp, trọn vẹn và ý nghĩa cho các em nhỏ, đồng thời trao tặng 250 phần quà Trung thu, tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em. Đây là một cái trường, là một vùng biên giới, trẻ em rất là khó khăn, gia đình hoàn cảnh các em đa số là nông dân, họ thường đi làm thì chưa có quan tâm đến những ngày lễ, ngày hội. Hôm nay trường Mẫu giáo Long Phước nhận được những cái phần quà này từ công ty Vietravel chi nhánh Tây Ninh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa mà trường rất là trân trọng để dành cho các bé có một mùa Trung thu thật vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Chương trình đã mang đến cho các em nhỏ hai xã Long Giang, Long Phước một Tết Trung thu ý nghĩa. Qua đó góp sức cùng các cấp các ngành và toàn xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh.